Excuse me. I love you. Ooh. Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và rất lâu rồi mình mới quay lại với một video review ngũ cốc yên mạch. Mình biết là cái độ dài dòng của mình nó hơi nhiều á, nên là chúng ta sẽ vừa unbox cái hộp này và vừa tâm sự nói chuyện với nhau luôn nha. Nên lúc mình mua về là mình chưa đụng luôn. Còn nguyên cái bọc như này mình để dành cho cái video ngày hôm nay review cho mọi người. Thì các bạn có thể thấy còn cái hộp hôm nay mình mua là vị matcha. Mình sẽ để những cái dòng sản phẩm khác của nó ở đây. Tại vì từ hồi review tới giờ tới nay mình có sô-cô-la này, trái cây rồi nhiều. Nhưng mà matcha thì chưa. Mình cũng có hứng thú với matcha. Có lượng tận là 3 lạng. Mọi người có thể thấy không, cái vỏ của nó rất là chắc chắn. Khi mà mình ăn hết rồi thì mình có thể dùng cái hộp này để đựng cái khác nữa. Ở trong này bao gồm yến mạch này, sữa chua, hạt nhân, xoài sấy, thăng hoa. Không biết sấy thăng hoa là sấy gì và Nam Việt Quốc. Cái này là một sản phẩm của Việt Nam nha. Cái lúc mà mình tìm yến mạch kén dẹp để mình về mình làm bánh chuối á, thì mình thấy cái sản phẩm này mình thấy lạ quá nên là mình quyết định mua luôn. Thành phần này yến mạch nguyên cám 35%, bột yến mạch nguyên cám 15%, là tổng cộng là 50% của cái này là yến mạch rồi. Sau này các brand bắt đầu thay đổi á, họ cạnh tranh bằng cách đưa cái thành phần yến mạch nó nhỏ hơn, ít hơn và đưa các loại trái cây này hoặc là sô cô la hoặc là các cái thành phần khác nhiều lên. Cái hộp này mà bạn nào còn nhỏ tuổi thì nhớ cẩn thận nha, hoặc là nhờ ba mẹ gửi cho. Mình sẽ có thông tin dinh dưỡng này 1/2 cốc 45g, 45g 45 chín mươi 7 lần đến 1 lần bạn ăn 45g nha, còn mình 1 lần mình phải ăn cả hộp. Hướng dẫn sử dụng này, ngày sản xuất và công ty. Nói chung đây là một sản phẩm của Việt Nam thì mình đã cảm thấy thích, ủng hộ theo Việt Nam rồi đó. Và bao bì cũng rất là hợp lý. Ví dụ mình gỡ cái này ra thì em nhớ bức sẽ ra lấy cái này đặt vô, có kín đáo và nó có vẻ nó an toàn và nó kín gió hơn những cái sản phẩm nội địa chung. Là nó có cái bọc với phụ thuộc lại, mọi người thấy không? Mọi người thấy được cái phần này không? Cái viên sữa chua của nó bự ơi là bự luôn. Viên sữa chua này. Lâu lắm rồi mình mới mua được những sản phẩm này và có cảm giác ăn cái viên sữa chua mà ngon. Cái sữa chua này nó có vị xoài hay là mình ăn trúng cái xoài thăng hoa ta? Mình nghĩ nó là xoài thăng hoa đó, ngon. Đấy, thì ở trong cái hộp nó sẽ như thế này, mọi người có thể thấy nè, yến mạch, xoài và Nam Việt Quốc. Cái bộ yến mạch là nó bám ở trong yến mạch luôn nè. Nam Việt Quốc là cái này nè. Nếu mà mọi người hay sử dụng cái sản phẩm yến mạch đó thì sẽ thấy những cái quả này rất là thông dụng. Ở đây chúng ta sẽ có hai loại viên. Trên video mình thấy rõ luôn này, một viên màu vàng và một viên màu trắng. Thì viên màu vàng nó là xoài, viên màu trắng nó sẽ là sữa chua. Còn cái này là những cái lát hạt nhân nè. Mình đang bị đau răng á, như là mình chỉ được nhai một bên thôi. Cái viên sữa chua ngon quá. Hôm nay đáng ra đi làm nhưng mà mình được nghỉ nên là mình quyết định là sẽ unbox luôn cái hộp này. Ngon lắm. Yến mạch. Mọi người có thể nghe được cái tiếng nó rột 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 trong miệng mà. Cái này là xoài. Tên của nó là cái gì xoài nhỉ? Xoài sấy thăng hoa. Ăn nó lạ lắm mọi người, lạ cực kỳ. Mình biết nó giống cái gì rồi. Mọi người biết cái sợi nắp bắp ngô, cái sợi nắp bắp mà cái viên tròn tròn màu vàng thế này nè, mình sẽ để cái hình này lên. Ăn nó giống như vậy nhưng mà thay vì nó có vị bắp thì nó có vị xoài. Không thực phẩm biến đổi gen, ít béo, nhiều vitamin khoáng chất và giàu chất xơ. Cái này rất là ngon nha. Ví dụ như buổi sáng mà mình bận rộn quá thì mình nhận ăn cái này là hợp lý rồi. Thay thêm một ly sữa tươi nữa hoặc là ăn chung với sữa chua là hợp lý luôn. Có điều là nó hơi ngọt. Nhưng mà đa số những sản phẩm mình review á thì cái này nó cũng sẽ hơi ngọt hết. Tại vì cái vị ngọt nó giúp cho cái yến mạch nó dễ ăn hơn.
có lẽ đây sẽ là cái clip cuối cùng mà mình review về Yến Mạch, và sau đó mình sẽ hướng tới những cái chủ đề khác. Mọi người biết đến mình vì Yến Mạch nội địa Trung lắm, tại vì cái video đó nó tăng view lên một cái bất ngờ và mình theo cái đài đó mình làm tiếp những video khác. Nhưng mà sau một thời gian, cái lúc mà mình đổi công việc đó thì bây giờ mình đang ở nhà phụ cho mẹ. Khi mà mình review một cái sản phẩm nào đó thì mình muốn là mọi người cũng có thể sử dụng cái sản phẩm đó hàng ngày giống như mình. Và chính mình á, khi mà mình có thể sử dụng được nó hàng ngày á thì mình mới có thể giới thiệu để mọi người có thể sử dụng nó hàng ngày, đúng không? Nhưng mà thực tế thì không nha, mình không có khả năng để sử dụng nó hàng ngày và nó nhiều quá mọi người. Như kiểu ví dụ như cái này nha, thì mình có thể thay thế được bữa ăn sáng một bữa trong ngày thôi, chứ nó mình cảm giác là nó sẽ không có đủ dinh dưỡng mà nó kiểu gì á. Nói chung là nó hơi bị công nghiệp hóa một tí, nên là với những bạn có điều kiện thì tụi mình có thể mua nhiều loại đồ này kia ăn để thay đổi. Nhưng mà cơ bản như mình riêng mình á thì mình thấy là mình ăn cái chế độ ăn mà do ba má nấu thì nó vẫn thích hợp hơn. Và nếu như mà review cái này như kiểu là snack ăn để ăn cho vui á thì có nha, nó sẽ có rất là nhiều loại vô vàng luôn. Bây giờ mà nếu như mình vẫn tiếp tục review thì nó sẽ có phải 100 loại nữa, tại vì bữa giờ mình có tìm kiếm mình thấy khá là nhiều loại mới rồi, như kiểu là mỗi tuần nó sẽ ra một loại mới luôn. Nhưng mà ná ná thì cái thành phần, cái kết cấu của nó cũng như nhau, và mình cảm thấy ví dụ như các bạn đến với cái sản phẩm này với mục đích là để giảm cân hoặc tăng cân á thì các bạn sẽ khó đạt được cái mục đích đó, hoặc là các bạn sử dụng liên tục cái sản phẩm này trong một thời gian nhất định, 1 tuần đến 2 tuần thì các bạn sẽ thấy kết quả là sẽ hơi giảm cân một tí hoặc là hơi tăng cân lên một tí, tùy theo cái cách mà các bạn sử dụng. Nhưng mà cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, và cái quá trình mà giảm cân hay tăng cân á thì nó đều phải là một cái quá trình và nó cần thời gian, mình phải cho nó thời gian, công sức, tâm huyết, mình phải đầu tư cho nó một tí thì nó sẽ đảm bảo được cái sức khỏe của mình tốt hơn, và nó sẽ ổn định và nó là một cái lâu dài, có kết quả lâu dài hơn, đặc biệt là cơ thể của mình phải khỏe mạnh nữa. Nên mình nghĩ nếu như mà mình chỉ ăn không cái này trong vòng 1-2 tuần thì cũng có thể giảm cân. Nếu như mà mình chỉ ăn 45g thì nó không nhiều lắm đâu, và một ngày mình ăn 3 bữa thì một hộp như ngày mình mua tầm 100.000, mình ăn 3 bữa 7 bữa thì sẽ được 2 ngày, có nghĩa là mình sẽ tốn rất là nhiều tiền cho cái việc ăn uống. Nếu các bạn làm công việc công sở bận rộn á thì mọi người có thể thay thế hoàn toàn cái này bữa ăn, nhưng mà mình sợ nó sẽ không có cung cấp đủ năng lượng cho mọi người đó, tại vì nó ít. Và khi trong một cái môi trường mà xung quanh nó không ai ăn, mà có một mình ăn nó cảm thấy lạc lòi, nó cô đơn và nó kỳ lắm. Xong rồi mình ăn cái này một tí mà xong rồi mình nhìn ăn mình thèm thuồng mọi thứ thì nó cực khổ lắm. Mình làm cái gì mà mình cũng phải đưa nó vào một cái quá trình mình cảm thấy vui vẻ với nó, và từ từ nó sẽ mang lại kết quả thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều, đúng không? Không có ai tham gia chung với mình mà có một mình mà mình bị thèm ăn, trời ơi nó đau khổ cực kỳ. Thì sau cái clip này mình sẽ ăn hết cái sản phẩm này, đương nhiên mình phải biết ơn với những cái mà mình được ban tặng. Bây giờ cái này là mình dùng tiền để mình mua, nhưng mà mình cũng đã mua nó thì mình phải có trách nhiệm với nó, mình phải sử dụng nó, tại vì mình đã lựa chọn nó thì phải ăn hết, và nó ngon mà mọi người, nó rất ngon. Cái xoài ở đây ngon cực kỳ, có gì nó hơi ngọt. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và ký kênh, và mình mong là sẽ mang tới cho các bạn những nội dung khác bổ ích hơn, hay ho hơn và thú vị hơn, tinh tế hơn, có tác dụng hơn. Nói chung là sẽ mang lại những cái gì đó có ích hơn cho mọi người, thay vì là những cái việc ăn uống như thế này. Tại vì mình cảm thấy cái thời gian mà bỏ ra cho cái việc suy nghĩ hôm nay ăn gì thế này thế kia nó quá ư là tốn thời gian và tốn tiền. Thời gian đó thì chúng ta sẽ dùng để làm nhiều việc khác. Và cảm ơn mọi người. Bye bye.